Ok, hello, chào mừng các bạn quay lại với channel Nguyễn Nam Gamer. Thì hôm nay trước mặt các bạn là một chiếc xe đầu kéo với một cái skin rất là đẹp. Và bây giờ sẽ review cho các bạn xem nha. Thì đây là chiếc xe đầu kéo DFA mới mà ở cái bản nâng cấp 1.11 này tất cả anh em cũng đã thích thấy rồi. Thì đó, hôm nay mình làm cho nó một skin khá là đặc biệt luôn, rất là đẹp. Thì đây là chiếc xe của cái hãng Ship Logistics nha, một cái hãng giao nhận ở hàng cảng xuất nhập khẩu. Rồi trên cái logo thì đây là một cái xe mà gọi là xe của nước Thổ Nhĩ Kỳ, đây mình để cho cái lá cờ của Thổ Nhĩ Kỳ này và cái logo xe của Nam Gamer, logo của hãng Ship Logistics của Nam, Ship Logistics nha. Ở phía trên này, phía trước này, ở mình có để cái dòng chữ Nguyễn Nam Gamer và cái một cái dòng chữ đó là vàng dần bình an, một cái câu rất là khá quen thuộc đối với các cánh tài xế ha. Và bên đây cũng vậy thôi, và phía sau này là logo Logistics Ship Logistics với lại một cái dòng đó là 2022 chào đón năm mới. Thì đây là một cái chuyến hàng chạy trong cái thời tiết đang là mưa tuyết nha các bạn. Đó, thì thời tiết cũng khá là nhìn cũng khá là đẹp đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ cho xe nó lên đèn một cách kiểu, và mình sẽ mình sẽ khởi động xe lên nha. Rồi, thì xe mình đã khởi động rồi, bây giờ mình sẽ vào khu vực mình nhận hàng các bạn. Đó, cái công hàng của chúng ta nó nằm phía trước. Thì anh em xem video đừng quên để lại mình một like và một kênh nhé, cũng biết chung để mình lên xem nha. Hôm nay trời tuyết rơi nhưng mà cái sân mình cảm thấy giống như là đang bị dẹp nước nha các bạn. Giờ mình sẽ dẹp xe nha. Xe hôm nay khá là ok nha. Thì hôm nay thì vẫn là một chiếc hàng với hai cái công 20 các bạn. Thì bớt cũng không có dài lắm nhưng mà nhìn cũng khá là đẹp. Let's get started. Drive safe. Khá là ta sẽ đi ra cái khu vực kia nha. Và bây giờ mình sẽ review cho bạn xem phía trong buồng lái luôn này. Ở phía trong buồng lái thì hôm nay mình đây mình trang trí cho nó một cái màu rất là sáng luôn, nguyên một tông màu xanh đó, nên rất là mắt luôn nha. Đó, nói chung là xe cũng khá là ok nha các bạn. Thời tiết rất là cool, cực cool luôn, hoa tiết rơi rất là nhiều luôn, và chúng ta sẽ có những cái view rất là đẹp trên cái con đường tuyết này nha. Đó, các bạn nhìn thấy tuyết rơi rất là dày luôn, khá là ok nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tăng tốc độ thật là nhanh để mình đại xe đang chạy 90 mấy 100 km một giờ rồi bạn, khá là nhanh luôn. Thì trên đường đi thì mình sẽ tiếp tục ghé vào trạm đổ xăng nha, và rửa xe cho em nó, cho nó đẹp dễ luôn các kiểu. Nó tuyết rơi rồi chạy xe được công tắc các bạn. Khá là nguy hiểm đúng không? Rồi, trước mắt chúng ta là cái cầu vương, và chúng ta sẽ xuôi vào cái đường nhanh phía bên phải, chúng ta sẽ đi lên cầu nha. Thì các bạn xem video thì đừng quên để lại một like và một comment dưới phần bình luận nha. Đó, lái rất là khó luôn, cái đoạn cầm cầm này do cái report nó dài các bạn, cho nên lái nếu mà không khéo thì nó sẽ va đập vào cái phần lan can, nó sẽ gây ra những cái khó khăn nhất định.
và đến thời điểm hiện tại thì cũng khá là ok. Anh cũng nhiều video ra bên ngoài các bạn xem đó. Xe chúng ta chạy thời tiết trên đường mà khá là đẹp đúng không, tuyết rơi rồi, trời ơi quá trời đẹp luôn. Tuyết rơi rồi mình chuyển nha. Làm tấm thời tiết đồ rồi cho nó tuyết rơi, trời ơi chán xó rồi mất kiểu luôn. Thì hành trình tuyết này thì các bạn cảm thấy như thế nào, có ok không? Các bạn có để lại bình luận nha. Và sắp tới thì mình sẽ có những cái hay ho nữa, review lên cái video mới, review lên những cái chiếc xe này. Rồi sắp tới mình nghĩ nó sẽ nâng cấp lên nhiều chiếc xe khác nữa, thì mình sẽ cùng review nha. Các bạn cứ tải về chờ và trải nghiệm đi, nói chung là game này khá là ok đó. Đồ họa thì các bạn xe nào mà chạy giật lát đồ thì các bạn giảm đồ họa xuống, chọn ở mức trung bình thôi. Còn ở đây do chọn ở mức cao cho nên là nó tùy theo của mình mấy các bạn. Thì đối với game này thì nó hơi chén máy, một số dòng máy thì nó hỗ trợ, nó chỉ hỗ trợ cho cái máy có cái cấu hình cao, cho nên là các bạn cố gắng là nâng cấp cái máy mình lên để mình trải nghiệm cái game này nha. Game này là tuyệt vời luôn, đồ quả rồi các bạn thấy đó, map đồ rất là cực kỳ đẹp luôn. Và song song đó thì nó sẽ ra mắt nhiều cái xe này, và những cái bản update thì nó sẽ cập nhật lên cái hệ thống hành trình, và chúng ta có những cái trải nghiệm còn gì bằng lên cái skin mới do đến tay mình vẽ này. Rồi thêm nữa là mình được chạy trên những cái con đường phải nói là rất là đẹp đồ và cực kỳ luôn đó, tuyết rơi rồi các kiểu. Thì mình đã nói rồi, thì ở cái bản nâng cấp càng ngày càng mới, sau này nó sẽ thêm nhiều cái tính năng hay ho hơn. Thì hiện tại thì cái online đã mở rồi, thì các bạn đua cảm thấy khó khăn gì không? Các bạn có thể cảm thấy gọi là amazing good job không? Nói chung là khi mà thực hiện đua online cùng với một số bạn đi lên được nửa xe các bạn ơi, xe dơ rồi. Thì một số bạn chạy online khá là ok. Chưa đợi đậu đúng chỗ luôn. Tài xế này ngộ quá. Chia lại cho lại đây. Chia lại lại đây. Rồi. Cho ăn chứ ngủ gì ban ngày mà ngủ gì. Mua cho đó ly một trái bánh hamburger nè, đi cà phê để uống bình táo nè, đó vậy thôi.
Ok các bạn, thì đây là cái review sơ về cái không gian của cái chỗ mà giờ tạm dừng chân này, đó, quán cà phê rồi chỗ ăn uống rồi các kiểu, quay một cái góc cho các bạn xem, đó chưa? Khá là ok luôn, nhưng mà khá là ổn nha. Thì sau khi mình đợi một xíu vài giây thì nó ăn xong rồi thì tiếp tục chạy này, đó. Tài xế của chúng ta nó đã ăn rồi đó, ăn rồi cô. Rồi. Ăn rồi thì mình tiếp tục lên đường rồi đây. À, đi lên nha. Đó, đây là cái đường dẫn của chiếc xe phía sau này nè. Thì mình sẽ ghé vào đây mình đổ xăng nha. Đây là cái đường vô nè. Đó. Cái đường vô này thì mình sẽ cho nó vô chỗ này nha. Đổ sang bên này và có cái chỗ rửa xe bên kia các bạn. À, mình đổ sang bên đây. Từ từ để xuống bên đây đổ sang nha. Đi một xíu nữa không được rồi. Đó, đi lên. Sai lầm, mình sai lầm cho cua xe chỗ này rồi, quá là sai lầm nha. Chỗ này hiệp bắt đủ nó vô các bạn. Wow. Bạn nó dữ không? Nó vô được luôn. Vãi cái chạy đạo luôn. Trời ơi, nó trình độ là cua xe mình không bình dạng bạn. Đó là không? Cho xe vô luôn. Rồi, nó đổ 154 đồng nha. Sau khi mình đợi cho đổ xăng rồi mình sẽ ra mình rửa xe luôn. Nói chung là ở trạm xăng này thì khá là đẹp nha. Đó bạn thấy không? Đó, xe được điện xịn sò luôn. Xe quá trời đẹp luôn mọi người. Ok, đổ xăng rồi bạn. Giờ mình cho xe nó ra nha, cho nó ngồi nha. Thì đi biển đực rồi các bạn ơi, phải đi vòng lại trên kia đó, vòng lại trên này rồi còn lại nha. Trời ơi nó cực khổ đâu đó, mua lại này, bây giờ là ghe vô này đó, bức tường nha các bạn thấy không. Rồi, bây giờ ra bên ngoài cho nó đi tới thôi. Đi lên nha, đó, đi lên nha. Đi lên rửa xe. Đó, xe đang đi vào các bạn. Wow, đẹp quá trời luôn, chỗ này nó đẹp quá trời. Cái trạm xăng này nó tuyệt vời, nó đẹp. Cái góc này đẹp quá trời ơi. Đó, ta sẽ nó vào nha. Đó, bạn thấy chỗ đẹp. Rửa xe đó, rửa xe cho ok không? Quá ok chứ. À, thì sau khi rửa xe rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi nha các bạn. Sạch sẽ rồi các kiểu rồi, giờ là đường thôi. Ta xin đi đến đường dẫn đây. Nó đường dẫn ra là đã dẫn. Đó. Bây giờ mình đi theo đường
giờ mình đây nha. Quên bật cái gạt này lên. Đó. Xe bây giờ sạch sẽ rồi, bây giờ là chúng ta tiếp tục lên đường các bạn. Trời ơi, bị dốc này là gì đâu. Chạy nha. Đó. Giờ thang hồ full chạy nha. Wow. Sự cố rồi. Rồi. Thì do khu gấp quá bị nó quẹt vô cái như là thành đó. Thì xe chúng ta nó đã đi ra bên ngoài này. Khá là ok nha. Thì các bạn xem video thì cũng đừng quên để lại một like, một share và một đăng ký kênh, tiếp chuông để tìm được những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hy vọng tới nó sẽ cùng phía trước đang làm đường này. Từ từ. Wow. Mình vô cái đường này giống như là mình đang đi thi ở bằng vậy đó. Đó. Đi đúng cái làm đường đó nha. Đó các bạn thấy không? Nhìn dưới bánh xe là mình không được cán cái nó các bạn thấy không? Và bên tay trái thì phải luôn, thì phải không được đi đụng về tay trái mình đi, không được chậm lên cái mấy cái thành này đó, mấy cái cục nhựa này. Đó các bạn thấy không? Trời ơi. Bên tay phải thì không được để đụng cái thành thành cầu đó. Thì cái chỗ này nó sửa cũng khá là vẫn cũng khá là dài đó. Chúng ta đi một chút xíu nữa thôi nhá. Thì đi quen rồi, lái đi quen rồi thì mình không canh được cái bánh các bạn. Mà mình canh được cái bánh thì nó bánh thường là kế hoạch đó, các bạn canh ở cái mức là ngoài cái vô lăng chút xíu là các bạn sẽ không bị đụng nha. Đó. Nói chung kinh nghiệm bây giờ lái cũng khá là quen rồi. Còn cái đoạn này nó làm cũng khá là dài luôn. À, nhưng mà qua khỏi cái mấy cổ mấy súng này là chúng ta sẽ hết nha. Ở đi một đoạn rồi là có 20 mét thôi mà 20-30 mét thôi mà. Rồi chúng ta đã được thoát khỏi cái con đường rồi. Ok nha, đó tiếp tục hành trình chúng ta thôi. Chọn tuyết rơi mình cực kỳ luôn, mặc dù qua Noel rồi nhưng mà mình vẫn muốn trải nghiệm ở trên cái còn thời tiết này. Nói chung là bên nước ngoài thì hiện tại thì tuyết rơi vẫn còn, nhưng mà không khí Giáng sinh lại nó kéo dài đến năm mới luôn, là tuyết rơi cũng là bình thường đó. Chạy 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 80 con rồi chạy đó, xin lỗi xe này nha. Ban đầu thì chiếc xe DFA này khó lái, nhưng mà mình đã quen rồi, rồi. Lái cũng quen rồi, thì là cái khi mình làm chủ vô lăng rồi. Mới đầu mua xe về thì chưa có quen rồi. Wow. Mình đi trái gặp chiếc xe, một bên chiếc xe về chiếc xe đó là chiếc xe DFA luôn á. Chở hạt cà phê bạn thấy không? Hạt cà phê. Xe không thành đâu. Wow, đi qua một cánh đồng tuyết của cái con là một khu đồi tuyết rất là lớn. Tuyết cái đoạn này nhìn nó rơi rất là dày luôn. Còn chiếc xe này là chở than cái gì mà những cái than nó đá gì. Ta sắp về rồi các bạn, sắp về bến rồi. Phía bên tay phải chúng ta là một chiếc xe chở gì đây mà có hình mặt trời này. Ông rác quá, phải chặn xe rác quá rồi. Rồi chúng ta lại tiếp tục đi lên cái đường dẫn để lên cầu nha. Cái đường này chúng ta không chạy nữa, chúng ta sẽ lên đường dẫn để lên cầu này. Mình sẽ nhanh lên chiếc xe. Sắp tới ở những cái bản nâng cấp sau thì những cái đường này nó sẽ mở rộng cho mình, nó sẽ chúng ta sẽ tiếp tục được trải nghiệm những cái con đi lên này, con đi lên này, có thể lên ngọn không? Mọi nỗi thì mới nói thì xong, mà dù sao thì nó nói cái đoạn đường mà nó cao công vậy lái thì nên đơ các bạn, vậy mà mình ôm vô đồ nó theo cái đường dẫn, khá là ok luôn. Chúng ta đã lên cầu rồi các bạn.
đoạn này nó hơi bị dựng lát, các bạn thông cảm, tại vì đồ quan cho nó chất lượng quá các bạn, cho nên là khi mà chạy thì bọn anh nó xử lý không kịp. Nhưng mà các bạn là vui đi nha. Đó là bây giờ chúng ta sẽ vào cục kẹt phía trước nha. Các bạn nhớ cái cục này không? Ở video trước thì xe nó bị xịt khói. Ở cục này nó xe bị xịt khói và chúng ta phải kết thúc giữa chừng. Nhớ là lần thứ hai mà trên cái đội game này mà mình lại xe mà bị xịt khói, và lần trước thì nó bị xịt khói mà nó thoát game luôn, cho mình over luôn. Và lúc đó mình nhớ mình đang đua thì vào mình đang đi vào một sân vận động, sân vận động thì đi phải ra là đằng nào, sân vận động thì tuyết nó không có rơi các bạn, nghiệt vậy đó. Sân vận động không có máy che nhưng mà tuyết nó không có rơi vào giọt nào luôn, phải vào chúng ta là nhiều vận động. Continue straight. Chúng ta đi thẳng qua luôn các bạn. Ok. Rồi. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. You have reached your destination. Chúng ta theo dõi những video tiếp theo và cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.